Xin chào quý vị, tôi là Nguyên Khang. Chào đón quý vị đang cùng đến với The Khang Show, được phát sóng vào lúc 21 giờ mỗi thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube MC Nguyên Khang và một số nền tảng digital khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một cặp đôi quyền lực. Xin được giới thiệu đạo diễn Hoài Nhật Nam cùng với lại bà chủ của công ty Sen Vàng, chị Phạm Kim Dung. Xin chào dì Dung và Dượng Nam. Thật ra em đã nhức đầu và đau đấu thức cả một đêm để nghĩ ra những cái chủ đề để có thể trao đổi cùng với anh chị, tại quá nhiều cái chủ đề mà chúng ta quan tâm. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đầu tiên nè. Đây, Bà Nà ở Đà Nẵng. Vâng, anh chị có biết vì sao chúng ta bắt đầu với câu chuyện Đà Nẵng không ạ? Thành phố Đà Nẵng đó là sản sinh ra một người rất là đẹp trai và tốt tính, hiền lành như anh, để mà chị Dung có thể chọn lấy làm chồng. Nội tâm cũng nữa. Như là Nguyên Khang chọn lấy như là một đối tác đồng hành những năm vừa qua chứ. Vâng, em cảm ơn những lời rất là hoa mỹ của anh. Thưa quý vị, Đà Nẵng bên cạnh đó còn là, nói theo đúng của ca khúc đó, là nơi tình yêu bắt đầu. Tại vì cách đây gần hơn 10 năm, nơi ấy thì có một cô giáo trẻ và ở đó thì có một chàng sinh viên. Không biết là sự học của anh ấy tiến triển như thế nào, mà sau khi kết thúc sự học thì ấy đưa cô giáo về nhà luôn. Thì xin được hỏi anh chị là anh chị có nghe đến câu chuyện này chưa? Phải đính chính một chút xíu. Vâng. Như này, dì Dung á được một cái trung tâm đào tạo về kỹ năng mời thỉnh giảng trong một số khóa học rất là ngắn. Thì thời gian đó thì anh cũng lúc đó đã là gọi là một cán bộ của một trường đại học, thì được cử đi học những cái khóa kỹ năng đó. Vâng. Đó thì trong cái thời gian này thì rất là ấn tượng, bởi vì cô giáo đứng lớp là một nữ doanh nhân rất là trẻ trung và cũng rất là ân cần và chia sẻ kinh nghiệm với hầu như tất cả các học viên. Hầu như. Rồi những cái giờ mà gọi là nghỉ giải lao, nghỉ giải lao thì cô thường phân bổ thời gian để mà nói chuyện với từng người, từng người, từng group để mà trao đổi về công việc cũng như là xem như là những đối tác. Yeah. Đó. Thật ra là lúc đó là ngoài anh Nam ra đó là cũng có mấy học viên cũng lớn tuổi lắm. Có mấy anh cũng đề nghị là buổi trưa là đưa cô giáo đi ăn trưa này kia, nhưng mà thường thì là chị không có nhận lời. Chỉ nhận lời đi với trò nam thôi. Ủa, nhưng mà em hỏi là chị không nhận lời là tại vì chị ngại hay là tại vì chị đã có kèo trước rồi cho nên là chị không nhận lời? Thiệt ra là chị cũng thuộc dạng háo sắc á, phải không? Là có phải không? Ý là cũng thích đi với mấy bạn đẹp trai hơn, với lại là giống như cảm giác như là không có ý đồ á. Nói chung là có ý đồ nhưng mà được ngụy trang với một vẻ hồn nhiên và trong sáng. Yeah. Có một điều đặc biệt á, là đợt đó thì Dung bị ốm. Thì sau đó thì cổ óp cái buổi chiều ngày hôm đó luôn. Bởi vì anh cảm nhận thấy là mặt cũng xanh xao các kiểu nữa. Đó cho nên là cả lớp có thống nhất lại với nhau là chắc buổi chiều này mình đến thăm cô rồi hỏi han tình hình như nào. Tự nhiên lúc đó anh lại có một ý nghĩ rằng là mình sẽ lấy lý do bận mình không đi chung với cả lớp. Đó thì anh tới, anh nhớ lúc đó là khoảng cũng buổi tối rồi, gõ cửa đến thì bắt đầu xuất hiện với bịch trái cây với lại bó hoa đó. Mắt cô sáng như là đè trăng rằm. Thì anh thấy là trong ánh mắt của cô Dung lúc đó có ánh lên niềm vui. Vâng. Đó. Cô hết bệnh liền ngay lúc đó luôn. Thì sau đó là anh cũng có mua cháo rồi này kia đến để ăn rồi uống thuốc. Ăn với cô. Sau đó thì cùng xem cái buổi truyền trực tiếp thi Hoa hậu Quý bà. Vâng. Sau đó cũng cười vui với nhau. Rồi anh có về không? Lại hỏi nữa. Ủa sao chị? Sao chị cười vậy chị Dung? Cái đoạn quan trọng nhất của em là cái khúc sau. Có về. Thì sau chuyện gì đến thì cũng đã đến. Vâng. Có nghĩa rằng chuyện gì đến thì Khang hiểu là chuyện gì rồi phải không? Em chưa hiểu. Trời ơi, em còn nghe thơ lắm. Anh kể không kể em không biết đâu. Thì nó không như ý nghĩ của mọi người đâu. Có nghĩa rằng là đến trễ rồi. Và anh nghĩ là phải nói đi lời về. Chia tay thôi. Thì phải về. Đó thì sau đó anh về. Về rồi cũng tạm biệt. Thường cái phim nó là vậy ạ. Cái buổi nói chuyện đó hầu như là chỉ những cái vui vẻ, những cái nói chuyện và không có hề có một cái tình ý gì đang xen vào trong đó cả. Chỉ có là những cái câu xã giao và nó có một cái sự đồng điệu. Để giống như là để cho giúp cho cô nàng này cảm thấy đỡ là khuây khỏa. Cửa khép lại thì anh có về. Anh vừa bước xuống bậc thang vài bước á, thì tự nhiên có một cái suy nghĩ là vì sao mình phải về. Đó, và là sống chuyện đặc biệt là cũng là đặc biệt. Cái này mình đang mình ở nhà,
lại cái câu chuyện tiếp theo là sao? Là cuối cùng là anh có vào trong cái nhà đó không? Hay là anh lại nhìn một cái là anh đi về? Cái đoạn đó là cái đoạn quan trọng đó. Thì cái đoạn đó chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút quảng cáo. Cho dễ sợ đi thưa quý vị. Thì sau ít phút quảng cáo cho nhà là Chả Cá Đế Vương của doanh nhân Nguyên Khang thì chúng tôi xin trở lại với câu chuyện. Thì giờ ai kể? Thôi anh kể luôn đi. Thì cũng như không như mọi người nghĩ đâu. Sao chị chúng có mời hay là vào ngồi chơi nhưng mà anh cũng không vào. Đó thì anh có một lời đề nghị. Đó là đi dạo phố à? Không, là cho được ôm cô một cái. Đó thì lúc đó cô cũng không từ chối. Đó. Đó thì là sau đó thì à, không dừng lại khúc này dừng. Tại sao cô giáo? Cô giáo lại dễ dãi như thế. Người ta đề nghị thì cô giáo cũng phải nói không được, chúng ta mới gặp nhau có một lần như thế này thế kia thôi, cô giáo đang bệnh mà. Ít nhất là phải đúng có không? Thảo mai hoặc là cứ phải từ chối. Vâng. Nhưng mà đây là chỉ im lặng đồng nghĩa là đồng ý. Đó. Vì biết sao không? Chị là người miền Tây. Có sao nói vậy người ơi, mình thích sao rồi mình dạy luôn. Đấy là mình cũng thích được ôm, ok ôm. Ôm bao lâu? Cũng lâu á ha. Ôm mà anh nhớ lúc đó là anh cũng bị run rẩy. Có nghĩa là chị mà anh run lắm. Rất là run. Đó thì ôm xong một cái thì tạm biệt nhau và vậy về. Thôi hả? Chắc chắn. Ừ, đó. Thôi. Tạm biệt và về. Đó. Thì kiểu giống như là chị cũng không biết nói gì. Mà sau đó thì anh cũng không biết nói gì. Đó, biết xong. Nói gì nữa. Đó. Xuống rơ người rồi biết nói gì nữa. Lúc đó là rung bằng mặt cả hai người. Rồi đó, cái thì sau đó thì về chính thôi. Chính thức hẹn hò. Chính thức hẹn hò từ ngày đó. Chưa hẹn. Nhưng mà nó cũng chớm. Nó chớm nở từ ngày nhưng đó. Nhưng mà cô giáo thì sau khi mà hết cái nhiệm kỳ dạy học của mình thì phải trở về thôi. Có một bữa đó là đón ra trên đường ra sân bay thì thấy còn sớm. Thế là hai người đi ăn ốc mà. Cũng gần sân bay. Mà ngồi nói chuyện đã đời đến hồi trễ giờ bay luôn. Giống như có một sự cố tình đó. Dạ. Xong cái lại ở lại sáng thứ hai mới về. Trời đất ơi. Hình như bữa đó mới là ở lại đó đúng không? Bữa đó là ở lại đâu chị? Alo, alo. Bữa đó là ở lại đâu chị? Bữa đó ở lại Đà Nẵng. Bữa đó ở lại Đà Nẵng. Ok. Thưa quý vị. Chị ở lại Đà Nẵng thôi. Và đến khi nào thì anh vào quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và lập nghiệp luôn? Anh không có quyết định sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp vì còn có gia đình rồi còn có em gái này kia nữa. Cho nên là đó cũng là một cuộc đấu tranh và cái sự kiên nhẫn và cái sự thuyết phục đó cũng từ phía chị là nhiều. Chắc phải cả năm trời á, sau rất là nhiều những cái đấu tranh. Cổ rất là khéo léo, cổ nhờ anh giúp cho một số việc từ xa. Thông qua giao việc qua email. Có nghĩa rằng là Dung bị cái này nhưng mà thấy chưa không có thời gian để xử lý hoặc là chưa sửa, ví dụ như là một cái kịch bản xem qua có thử là có ý kiến gì hay không, hoặc là về lời dẫn hay là một cái job nào đó đó thì gửi qua, hoặc là một cái proposal và xem nói anh xem thử anh đánh giá và nhờ anh revise giúp anh chỉnh sửa lại. Đó thì thông qua những cái lần như vậy thì anh cũng sốt sắng thôi, nghĩ là giúp thông thường. Nhưng thật ra sau này mình cũng biết rằng là cổ đang ngầm giống như là kiểm tra năng lực kiểu giống như là tuyển dụng vậy đó. Nam là một người kiểu là tài năng trong cái lĩnh vực này. Nếu như mà anh ở Đà Nẵng á, anh tiếp tục cái công việc cán bộ rồi anh sẽ lên làm giảng viên á, thì thực sự là đó cũng là một cái công việc rất là danh giá. Nhưng nó sẽ không phải là cái vùng trời mà ảnh có thể được tỏa sáng. Cho nên là chỉ có thành phố Hồ Chí Minh thì mới là cái cơ hội có thể tỏa sáng. Bản thân chị là một người luôn luôn cần cái sự bình yên. Thứ nhất là trong chuyện tình cảm mình cũng sẽ cần sự bình yên. Thứ hai là trong công việc mình sẽ cần một cái người cho mình cái cảm giác là không bị phản bội hay là không bị người ta trước mặt mình thế này, sau lưng mình thế khác á. Và chị nhìn thấy ở anh Nam đó là cái sự chân thành, con người cương trực á, có sao nói vậy và không có đầu môi chót lưỡi á, kiểu như vậy. Và chị cảm giác là nếu như có người này đi bên cạnh mình, kể cả trong công việc và trong cái cuộc sống của mình, thì chị nghĩ là mình sẽ cảm giác rất là bình yên. Cho em hơi tò mò một chút là anh có cầu hôn chị sau đó không? Và anh chị đã có cái vụ này tức nè nha, cho đến bây giờ vẫn chưa cầu hôn nha Khang. Chưa cầu hôn tại vì ảnh bận quá ba đứa con rồi á, đến giờ vẫn chưa cầu hôn.
Hình như là anh với chị chỉ có mới làm một lần là lễ đính hôn. Lễ đính hôn. Cũng có hai họ này kia nhưng mà làm quy mô nhỏ trong gia đình thôi. Chứ cũng chưa có một cái lễ cưới, đám cưới rình rang chính thức. Chị đòi hoài em, ngu gì không đòi. Giống như kiểu do mình bệnh nghề nghiệp đó, cho nên là mọi thứ mình chuẩn bị cho đám cưới là mình cũng phải lên kế hoạch rồi lên kịch bản rồi mọi thứ. Đó, và cũng đang, anh nghĩ là nó sẽ vào một khoảng thời gian thích hợp sắp tới. Thì chắc chắn nó cũng sẽ diễn ra thôi. Chắc chắn. Em Khang để dành tiền nha. Em sẵn sàng làm đám cưới cho anh chị nha. Em đang chờ cái ngày đó nha. Sẵn sàng làm MC vâng. Vâng, sẵn sàng làm MC hoàn toàn free để hỗ trợ cho anh chị. Hứa luôn. Hứa rồi nha mọi người. Em thấy là dường như là đến bây giờ thì anh Nam vẫn rất là cưng chị đúng không? Chị hãy làm một cái phép so sánh là chẳng hạn như những cặp vợ chồng khác. Ví dụ đi. Người ta quen và sống với nhau trong 5 năm thì bằng anh chị sẽ là 10 năm hay là 15 năm. Nó phải gấp đôi, gấp ba. Bởi vì sao? Nếu như những cặp vợ chồng khác thì sáng người ta ăn sáng với nhau, sau đó chia tay và đến chiều tối mới gặp lại. Đó, thì anh chị ăn sáng cùng nhau, đi làm cùng nhau, đưa con đi học, sau đó ăn trưa cùng nhau, nghỉ trưa cùng nhau, sau đó buổi chiều cũng làm cùng nhau, tối đi làm về cùng nhau. Hoặc nếu như có họp với đối tác hẹn bên ngoài cũng là cùng nhau nữa. Cho nên anh thấy rằng là cái sự gắn bó đó nó nhiều. Nhiều đến mức mà đôi khi anh hay đặt câu hỏi với chị là không biết là mình có sẽ bị nhàm chán không? Hay là buông nhau ra bớt đi? Chị luôn luôn khẳng định là không nha, không hề chán nha. Cho đến giờ này chị với anh Nam vẫn phù hợp với nhau trong từng câu chuyện nhỏ, câu chuyện lớn á. Như chị là người rất là sợ coi phim ma, chị không bao giờ dám coi phim ma. Nhưng mà chị sẽ để anh coi một mình rồi phải kể lại cho chị nghe. Đó thì là sau khi anh coi xong anh sẽ kể chi tiết là này này này, nghe kể thì nó đỡ sợ hơn là coi. Hoặc là ví dụ như là lâu quá rồi chị quên đầu đuôi của cái chuyện Kiều nó như thế nào á, thì anh sẽ kể lại là như này, rồi Kiều gặp Kim Trọng ra làm sao, cái câu thơ nào trong đó là điểm nhấn của cái đoạn đó, rồi lúc này đó. Thì chị nghĩ là sẽ khó có một cái cặp vợ chồng nào mà họ làm việc với nhau nhiều, họ cũng có những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong công việc á, nhưng mà gạt bỏ cái công việc ra thì họ vẫn có thể hiểu nhau về những mặt khác nhau của cuộc sống. Thì chị nghĩ là cho đến giờ này vẫn chưa chán. Khi mà còn nói chuyện đến gần 1-2 giờ sáng, chỉ là nói chuyện tùm lum tùm la các kiểu, rồi xong rồi có khi là cười hí hí cả đêm như vậy, thì chị thấy là thiệt sự là dẫu cơm áo gạo tiền nó đè đầy đầu mình như thế, nhưng mà mình vẫn có những cái giây phút như thế thì rất là ok. Em chúc mừng anh chị, bởi vì thực ra trong cuộc sống bộn bề này người ta quên đi cái có thể gắn kết được với tình cảm vợ chồng, đó chính là nói chuyện được với nhau. Rất nhiều vợ chồng xung đột bởi vì không thể nói chuyện, và đó chính là cái sợi dây quan trọng nhất để gắn kết mọi người. Thế thì bây giờ mình nói thêm một chút về cái sợi dây quan trọng khác đi, đó là ba người con, đặc biệt là Toby và Annie. Với sự ra đời của hai bé thì nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với anh chị, và nó có khiến cho áp lực công việc của mình trở nên bận rộn không? Tại vì em nghĩ là công việc mình đã nhiều rồi mà bây giờ lại có thêm hai bé nữa, thì anh chị đã phải sắp xếp như thế nào để vẹn tròn? Về tổng thể trong nhà thì chị có vẻ là người sắp xếp ok hơn anh Nam. Thì chị sẽ lên thời gian biểu của mình, ví dụ như là 6:15 chị sẽ thức dậy. Những ngày bình thường thì chị sẽ tập yoga từ 6:00 đến 7:00, sau đó là chị sẽ tắm rửa vệ sinh cá nhân gì đó thiệt là nhanh, để cỡ 7:20, 7:30 thì sẽ ăn sáng. Lúc đó là chị cũng phải tìm mọi cách chị lôi anh Nam dậy rồi để ăn sáng chung. Sau đó là 7:45 là chị sẽ đưa con đi học, rồi anh Nam có thể rảnh thì anh Nam sẽ đưa đi, còn không thì anh Nam đến công ty trước. Đó, rồi sau đó một ngày nó cứ bắt đầu như vậy. Còn tối chiều thì chị cũng muốn là anh Nam sẽ rời công ty tầm 5:30, 6:00 để anh Nam đi tập gym. Chị thì tập yoga buổi sáng rồi nên chị sẽ không có tập gym nữa. Thì đến làm sao để gia đình buổi tối sẽ có một buổi cơm với nhau. Vì có một tool nó cũng lớn rồi, chị muốn là có một cái không khí gia đình cho nó đầm ấm á, để nó cũng vào ở cái tuổi mà sau này nó cũng sẽ phải, khi nó có vợ có con nó phải định hướng được cái gia đình nó. Còn hai em nhỏ tuy là nhỏ nhưng mà chị muốn gieo vào đầu tụi nó cái chuyện là mình phải có thói quen ăn cơm với gia đình mỗi buổi tối. Và mỗi buổi sáng sẽ ngồi với nhau, vì buổi trưa đã không có thời gian ngồi với nhau rồi.
Đó thì chị đang cố gắng để đưa mọi chuyện vào quỹ đạo như vậy. Chị nghĩ là cái tài sản lớn nhất của những người phụ nữ đó là cuối cùng là một gia đình hạnh phúc, và con cái mình nó sẽ có được cái không khí gia đình, và để đó là cái nền tảng để nó trưởng thành một cách tốt nhất. Vâng, chắc chắn rồi. Bởi vì em thì em nghĩ là những đứa trẻ mà được sinh ra từ một cái gia đình mà bố mẹ yêu thương nhau hoặc là biết quan tâm, nó sẽ có nhiều cái cơ hội để nó trưởng chắc thành, chắn, nó phát triển một cách đầy đủ và trọn vẹn. Anh thì anh thấy như này, anh thì dĩ nhiên là cuộc sống nó đã rất là bận rộn, có thêm những em bé nhỏ và rất là tinh nghịch nữa, thì vô cùng bận rộn hơn nữa. Đó, và dĩ nhiên thì anh rất là yêu con nít, và anh cũng thấy áp lực. Lúc mà Tun còn nhỏ thì Tun nó là làm nhiệm vụ là hay gọi là chim xanh hàng gắn, hoặc là sẽ đi thực hiện chỉ thị của mẹ. Có nghĩa là đôi khi hai vợ chồng giận đi thì là Tun sẽ lên ba ăn cơm đi, mẹ ăn cơm đi, hoặc là hai người nói chuyện với nhau đi, thì sau đó là hai người làm lành. Thì bây giờ Tun lớn rồi thì bắt đầu đến Annie được mẹ huấn luyện, hoặc là con bé có thể tự lĩnh hội được những chiêu thức võ công đó. Để có nghĩa là đôi khi anh đang giận chị, có thể là do tranh luận cái gì đó mà bất đồng chẳng hạn, thì hai người đang chiến tranh lạnh với nhau thì Annie xuất hiện đó, và nói một câu thẻ thọt là ba ăn cơm, ba xuống ăn cơm rồi, đó đại khái là vậy. Hoặc là một cuộc điện thoại, ba đang làm gì vậy, đó ba về ăn cơm đi. Đó thì anh cảm thấy rằng là một cái sợi dây vô hình gắn kết, một cái lưới bủa vây nào đó, đó rất là chặt đó, được tung ra với một cái mạng lưới rất là khủng khiếp. Ba dễ tình, khủng khiếp. Ba dễ tình đó là không thoát được. Thì sắp tới Toby nói năng nhiều hơn và biết gọi điện thoại hoặc là biết nhắc nhở, thì anh nghĩ là những công tác về nhắc nhở đó cũng sẽ được thực hiện. Em nghĩ là chị cũng training huấn luyện các bé đó rồi, cho nên em yên tâm đi. Thật ra đó cũng chính là những điều mà em định nói ở miếng ghép thứ hai, đó chính là bữa cơm gia đình, nhưng mà anh chị cũng đã đề cập đến nó. Anh thấy rằng là chị Dung là một người mà có thể vun vén cuộc sống gia đình. Chị nấu ăn rất là ngon, có thể sắp xếp bài biện, rồi chăm con cũng rất là tốt. Đó, và sắp xếp mọi thứ từ những chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Cho nên gọi là công việc xã hội cũng tốt mà công việc tại nhà cũng tốt nữa. Em thấy được cái sự xúc động trên ánh mắt của chị. Vậy là phải cảm ơn Khang phải không? Không, em đang muốn là chị có thể ôm ảnh một cái. Ôm rất ngọt lắm. Ngào, có gì đâu. Giữ tôn nghiêm nơi công cộng. Giữ tôn nghiêm nơi công cộng. Trời ơi, không, anh tới vô nhà của cô giáo ở Đà Nẵng anh còn đi rồi mà còn một cái gì nữa mà anh lo không biết nữa, thiệt luôn á. Anh kể hết cho mọi người nghe rồi còn không, thực ra là anh với chị ở nhà thì cũng buồn cười lắm. Có nghĩa là hay giỡn với nhau rồi hay kiểu con nít á. Gọi là xàm xí, rất là vui, nhưng mà do mình còn nhân viên công ty gần cả mấy trăm người rồi các bạn này kia, cho nên đôi khi mình cũng không thể nào theo kiểu bị xến xúa hoặc là làm over. Đúng mà em thích mà. Rồi okay, bây giờ mình đến cái hình thứ ba đi ạ, cái miếng ghép cuối cùng. Đây chính là hình logo của Sang Vàng để nói về câu chuyện công việc của anh chị. Dạ, anh chị có hài lòng với lại 5 năm trở lại đây khi mà Sang Vàng phát triển với tốc độ rất là nhanh về mảng sắc đẹp và hiện đang là công ty hàng đầu về cái uy tín cũng như là độ nhận diện về beauty contest ở Việt Nam không ạ? Chị nghĩ là đến giờ cũng tương đối là hài lòng và chị nghĩ là mình đã làm cái điều đó với tất cả cái trách nhiệm cao nhất đối với nhan sắc Việt Nam và với cái sự đam mê rất là lớn để tìm ra những cô gái trẻ đẹp và giỏi để đưa các cổ lên đỉnh cao vinh quang và tiếp tục phát triển các cổ nữa là một điều không hề đơn giản. Thiệt sự nó rất là khó. Trong cả 100.000 cô gái nộp hồ sơ tới, mình phải nhìn xem được là trong từng này những cái profile nào thật và profile nào giả, trong này trái tim nào là những trái tim chân thành và những trái tim nào chưa được tôi luyện để chân thành như thế, trong này là sẽ có bao nhiêu cô là sẽ bền vững, sẽ có đủ cái gọi là
trí thể mỹ để có thể đi đường dài với mình, cùng tạo nên những cái câu chuyện truyền cảm hứng cho nhan sắc Việt Nam. Đó là một cái điều vô cùng khó, nhưng mà đúng là đến giờ thì có thể thấy rằng là tổ đãi là chị với anh Nam đã làm được cái điều đó. Và hơn hết đó là cái tâm trí mình đặt vào đó là gì. Thiệt sự là các cô Hoa Á Hậu suy cho cùng cũng bằng tuổi con mình thôi, con chị thôi, cũng 18 đôi mươi. Và làm sao để các em có thể hiểu được rằng là mình đặt hết cái tâm của mình vào đó, mình đặt hết tâm tư vào các em, mình mong muốn các em tốt, mình mong muốn các em được thành công. Thì may mắn là chị cũng đã gặp được các bạn, và các bạn cũng theo được cái sự định hướng và đi theo cái quỹ đạo mà anh chị vẽ ra. Nhưng trên hết, những cái thành công về sự nổi tiếng hay là tạo ra cái thương hiệu cho các bạn, có những hợp đồng kinh tế, có những hợp đồng thương mại để các bạn có thể là đại gia của chính mình, thì cái lớn nhất đó là cái giá trị mà chị cùng các bạn tạo ra cho cộng đồng. Những dự án từ thiện xã hội của các bạn rất là lớn. Có thể kể ra là các bạn đã đi từ Nam chí Bắc, các bạn xây nhà tình thương, các bạn trao từ thiện, các bạn đi giữa lũ lụt, các bạn làm rất nhiều. Cái đó nó không chỉ là giá trị về vật chất đâu, mà nó là cái giá trị truyền cảm hứng về cái cách sống đẹp cho những cô gái đẹp. Và hơn nữa là không phải những cô gái, chỉ là những cô gái đẹp, mà tất cả những người giới trẻ, để họ có thể thấy rằng là một cái trái tim ấm áp, một trái tim đầy lòng trắc ẩn, nó rất quan trọng đối với cái sự phát triển của những cô gái. Đó thì bên cạnh đó, đó là ngoài cái giá trị mà về mặt cộng đồng ra, thì chính những cái nhan sắc mà xuất sắc như là Thùy Tiên, như là Bảo Ngọc, hay là Thùy Linh, Lona, Mai Phương, đó là những bạn mà sẽ kích thích những bạn trẻ phải đi học, phải học cho giỏi, phải giỏi tiếng Anh, phải biết nói chuyện, phải biết giao tiếp xã hội. Thì chị nghĩ cái tác động này nó còn nhiều hơn những ngày mà cha mẹ nói ra rã vào tai con phải học đi, con phải thế này thế kia đi. Nhưng chỉ cần nhìn sự thành công của các bạn này là các bạn sẽ tự tự thấy là mình cần phải học. Đó thì đó là cái thành công về mặt thực tế. Nhưng cái thành công lớn hơn nữa đó là cái danh hiệu ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Thùy Tiên được Hoa hậu, Bảo Ngọc Hoa hậu, và nhiều lần chúng ta vào top 10 hay là top 12 của các cuộc thi lớn. Thì mỗi lần như vậy quốc kỳ Việt Nam lại được bay lên, mỗi lần như vậy người ta lại hô Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Chị nghĩ rằng là bất kỳ nơi nào trên thế giới này hai tiếng Việt Nam được hô lên, nó cũng là một lần chúng ta quảng bá cho một cái đất nước. Cộng tất cả lại thì để thấy rằng là 5 năm qua Sen Vàng Dung Nam đã làm được quá nhiều cho nhan sắc Việt Nam. Cảm ơn chị. Có một điều khán giả cũng rất là tò mò, bởi vì Hoa hậu ở đây cũng là một cái ngành business, cũng là một cái ngành kinh doanh. Thế thì hôm nay nhân dịp có dì Dung với Dượng Nam, thì ngành kinh doanh sắc đẹp thực sự có thu được lợi nhuận hay không ạ? Nếu như mà nói là có thu được lợi nhuận hay không thì phải tùy vào cái công cuộc event của cái cuộc Hoa hậu đó, chúng ta có mời được nhiều tài trợ hay không. Và chúng ta có xài hết cái ông đạo diễn này miễn phí hay không. Ý là nếu có lãi hay không là có lãi trong cái cuộc event thôi. Còn cái công cuộc mà quản lý Hoa hậu, quản lý Á hậu để mà đồng hành với các bạn đường dài, thì cái công cuộc đó chắc chắn không bao giờ có lợi nhuận. Câu hỏi của Khang cũng đánh động đến một cái tâm tư rất là khó nói của anh. Khang hỏi là nó có đem đến lợi nhuận hay không, nhưng không biết là tổng thể rồi mọi thứ sao, nhưng mà với vai trò là tổng đạo diễn của rất nhiều những cuộc thi vừa qua, những cuộc thi tầm cỡ Việt Nam, sao anh thấy tài khoản của anh á, lương đến rồi sau đó lương đi, về cái quỹ tã sữa của rồi cơm nước rồi tiền học tiền hành này kia là nó đi nhanh lắm, chưa thấy lãi được bao nhiêu. Anh nói đi, vào tài khoản chứng khoán của anh nữa anh. Với lại lãi được mấy cục con. Vâng, nhưng mà nó là sự đầu tư đúng không ạ? Thế câu hỏi cuối cùng mà em muốn hỏi anh chị trước khi mà khép lại cái cuộc talk show rất là thú vị này, đó là anh chị mơ ước gì, hoặc anh chị có những cái hoài bão gì cho cái con đường mà mình đang theo đuổi đối với ngành công nghệ sắc đẹp ở Việt Nam? Hiện nay thì mình đã có hai chiếc vương miện của hai cuộc thi nằm trong cái top những cuộc thi mạnh nhất thế giới. Chị Dung đương nhiên là những cái mơ ước gần gần mà nó thiết thực á, là mình muốn có vương miện Hoa hậu thế giới, nhưng mà sẽ không biết là khi nào, và mình sẽ đương nhiên là phải nỗ lực rồi. Với cái sự phát triển về mặt chiều cao, trí tuệ và nhan sắc, cũng như là cái
cái kiến thức chung về xã hội, cái sự hội nhập của các bạn trẻ, thì chị thấy là nếu để đào tạo tốt, để huấn luyện tốt, thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể cạnh tranh với nhan sắc của các nước trên thế giới. Và chị nghĩ là thời gian không xa thì chúng ta cũng có thể vượt qua khỏi họ dễ dàng thôi. Vâng, cảm ơn anh chị đã đến với chương trình The Khang Show. Mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Khang Show của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong tập phát sóng tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. The Khang Show. Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi là đạo diễn Hoàng Nhật Nam và đây là Phạm Kim Dung, được khán giả gọi là fan yêu mến sắc đẹp, gọi là bà trùm hoa hậu hay là dì Dung và Dượng Nam, thì chúng tôi cũng rất là vui khi được đến đây và tham dự The Khang Show. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho The Khang Show nhé. Cảm ơn anh chị cho em xin một câu thôi. Xin chào quý vị. Chào quý vị. Chương trình với sự bảo trợ của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Dạ, chị Dung, em thấy khung hai người đó chị. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị, đó là cặp đôi vợ chồng diễn viên Lê Khánh và Tuấn Khải. Xin chào anh chị. Cái mình mới nghĩ ra một cái câu là phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng chở chị đi tấu hề đó. Cuối cùng là cuộc đời mình đã tôi nghĩ nó bắt đầu từ cái tô hủ tiếu. Cái tô hủ tiếu mình cảm thấy mình nặng tình, mình cảm thấy mình mắc nợ người khác.